Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Gia đình Tài tử phiên bản tài năng tổng hợp. Hiện sứ giả May đang đứng ở hẻm số 274 đường Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ đến gặp nhà anh Lê Hoàng để xem anh ấy có tài năng gì và gặp phải thử thách gì nhé. Xin mời. Dạ, cho em hỏi phải anh Hoàng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, dạ chào anh. Dạ, chào anh. Em là sứ giả từ chương trình Gia đình Tài tử. Đầu tiên khi tới gặp gia đình mình thì đáng lẽ em nên có quà. Đây. Quà. Một chút quà cho gia đình mình. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cho mọi người có đoán được thử thách sẽ là gì không ạ? Cái này chắc theo tôi nghĩ là chắc ăn bánh trong vòng 1 phút. Ăn bánh trong vòng 1 phút đúng rồi. Em nghĩ là lăn bánh. Lăn bánh. Lăn bánh à. Cũng chắc có lẽ là đúng một phần. Sứ giả quên mất, xin lỗi, nãy giờ vào nhà mà quên hỏi mọi người như thế nào nhờ tên gì nhờ đồng nghiệp thế nào nha. Bây giờ mỗi người trong nhà xin hãy hướng về quý vị khán giả và giới thiệu về mình. Anh Thái Vũ Lê Hoàng hiện là nhân viên ngân hàng VB Bank, năm nay 34 tuổi và là người đàn ông của gia đình gồm 7 thành viên. Đến với chương trình Gia đình Tài tử lần này, anh Hoàng cùng gia đình hy vọng sẽ có những phút giây vui vẻ cùng nhau trải nghiệm thử thách của chương trình đưa ra. Sứ giả xin được phép ra thử thách cho anh. Anh có thể mở ra và đọc to cho mọi người cùng nghe. Trời ơi, run quá, tự nhiên cầm này tưởng anh bao tiền trong đó. Anh tỉnh à. Sao xúc động quá vậy? Thử thách gì mà sao xúc động quá vậy? Mẹ, thử thách này khó quá mà. Rồi. Thử thách dùng cơ mặt di chuyển 2 đồng xu từ chán xuống miệng. Trong thời gian quy định 2 phút, người chơi phải dùng cơ mặt để di chuyển được 2 đồng xu loại 5.000 từ chán xuống miệng mà không được dùng tay. Phần thi thất bại khi không di chuyển được 2 đồng xu xuống miệng trong thời gian quy định. Thất bại khi có một đồng xu bất kỳ rơi ra khỏi mặt. Lưu ý, 2 đồng xu sẽ được đặt cùng một lúc trên trán người chơi. Thời gian được tính sau khi đặt 2 đồng xu lên trán. Người chơi không được dùng tay trong 2 phút để thực hiện thử thách. 4 đồng xu, loại 5.000. Dạ, anh nghĩ thử thách này có làm được không? Thật sự thì chưa thử. Nhưng mà mình cũng lại cố gắng để vượt qua cái phần thử thách của ban tổ chức đưa ra. Bây giờ xin phép cả gia đình là sứ giả sẽ làm thử nha. Làm thử 1 đồng thôi. Đầu tiên là ngay giữa trán, là mình cứ cầm giữa 2 cái chân mày nè. Làm sao mà mình di chuyển được xuống miệng là sao? Xuống miệng không phải là cứ tới bên này gọi là miệng, mà ở trên này cũng gọi là miệng, mà phải là mình ngậm được cái đồng xu thì mới gọi là tới đích. Vừa bắt đầu di chuyển nha. Anh với sứ giả cùng di chuyển nè. Nhưng mà luôn có chữ nhưng mà bây giờ là phải luyện tập 2 đồng xu và trong thời gian quy định trong vòng 2 phút. Gia đình mình sẽ có 1 tuần để tập luyện làm sao đưa được 2 đồng xu từ trên trán xuống miệng. Cả gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ cho anh Hoàng tập luyện đúng không ạ? 1 2 3. Quyết tâm. Chào đón gia đình anh Thái Vũ Hoàng. Xin chào cả nhà, anh làm nghề gì? Tôi thì đang là nhân viên ngân hàng. Đếm tiền hoài đúng không? Dạ không, người ta đếm mà mình không đếm. Bữa nay mình cũng làm ngân hàng mà có 2 đồng xu thôi. Dạ. Mà nó hơi khó hơn hả? Dạ đúng rồi. Mấy bữa qua thì có vui gì, nhà mình rộn rã tiếng cười không? Dạ có, cũng nhờ chương trình mà gia đình mới có dịp để mà vui chơi. Một tuần qua chắc chắn là sẽ có nhiều tiếng cười. Và chúng ta sẽ nhìn lại chặng đường một tuần lễ xem gia đình anh Hoàng sẽ tập luyện như thế nào. Nhận được thử thách chương trình, gia đình anh Hoàng tập trung ngay vào luyện tập. Do đó anh có thể biết được nhược điểm của mình, đó là làn da nhờn của anh. Da bản thân da là da nhờn á, cho nên hồi nãy nó làm nó nhiều, nó rít. Khi mà đồng xu mà nó đang cái đây, nó đi xuống cái đây là nó đứng lại. Ngày đầu tiên chưa có gì nổi bật. Sáng ngày thứ hai, tốc độ di chuyển đồng xu của anh đã nhanh hơn, nhưng không có nghĩa là cả 2 đồng xu đều rơi đúng vị trí. Ôi ba nhỏ
coi chừng nào. Nhưng mà tôi chưa làm được 2 đồng. Cái đồng đó tôi ghét nhất. Ngày thứ ba, mặc dù có sự hỗ trợ từ mẹ vợ, nhưng anh Hoàng vẫn chưa thành công. Tập cái trò chơi của ba đó nè. Mình ngồi thì mình đứng đi. Thì mình thử ngồi đi ha. Mình bữa giờ mình tập đứng, giờ mình tập ngồi thử coi như thế nào. Dạ làm nhanh. Mẹ lấy một năng cho. Dạ, mày đây thử cái một năng thử coi như thế nào. Rồi, đây, đây, ngoại lấy một năng cho bà. Mày lấy một năng thử coi. Nó rất là trơn mà nó không có sợ. Đâu, bây giờ mình thử mỹ phẩm đồ này kia, mày sợ. Chà, có vẻ là... trơn á. Trơn á. Nó rất quá trơn. Vậy là rất là nghiệm, đừng ngày thứ tư, tranh thủ buổi tối rảnh, anh Hoàng vừa trông bé Kiên vừa tập luyện. Thực sự là cái chén của mình đó là nó rất là trơn. Thôi giờ khoan nghỉ tới cái phần ăn đi. Giờ xin mời chúng ta tập trung vào cái phần tập nha. Hoa lá sao nhìn mặt không ra luôn. Rồi, bài vô. Xả đỏ quá, rùng rớt. Đang ăn. Đúng rồi, lấy con đỏ tí rồi. Dạ, cái em có. Vậy sau 5 ngày, anh Hoàng cùng gia đình đã thực hiện được thử thách của chương trình đưa ra. Liệu trên trường quay anh có lập được điều tương tự? Rất là vui đúng không? Ủa kinh nghiệm ai bỏ chỉ bột năng vô vậy? Dạ má vợ em. Bác làm thử bác. Bà thử thôi để cảm giác được, có lấy kiến không bác làm thử. Mình cảm giác để chút con trai mình. Giữ kiến cho mẹ, giữ kiến. Nè, bà thử nha. Đó, lắc nhẹ nhẹ, lắc nhẹ nhẹ. Đó. Lắc mạnh xuống, đúng rồi đó. Nhướng cái trán nó mới rớt. Dạ. Nhướng. Dạ, nhướng luôn, nhướng. Gật đầu. Trời ơi, nó dính luôn. Trời ơi. Sao nó dính luôn rồi. Nói chung là khó lắm. Cái này phải có luyện tập. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Chúng ta sẽ nhận thử thách từ chương trình. Tôi sẽ đọc lại. Thử thách dùng cơ mặt di chuyển 2 đồng xu từ trán xuống miệng. Trong thời gian quy định 2 phút, người chơi phải dùng cơ mặt di chuyển được 2 đồng xu loại 5.000 từ trán xuống miệng mà không được dùng tay. Phần thi thất bại khi không di chuyển được 2 đồng xu xuống miệng trong thời gian quy định. Thất bại khi có 1 đồng xu bất kỳ rơi ra khỏi mặt. Lưu ý, 2 đồng xu sẽ được đặt một lúc lên trán người chơi. Thời gian được tính sau khi đã đặt 2 đồng xu lên trán. Lưu ý người chơi không được dùng tay trong 2 phút thực hiện thử thách. Anh kiểm tra đúng đồng xu 5.000 thôi. Chính xác, đây là 2 cái đồng xu mà mình hay thường tập ở nhà. Mời anh bước lên trên. 1, 2, 3. Ừ. Thưa quý vị, và bây giờ anh Hoàng sẽ sẵn sàng để chinh phục thử thách của chương trình. Liệu anh có hoàn thành hay không? Và tôi nghĩ rằng những người hợp nhất chính là gia đình của Hoàng. Chị có muốn nhắc nhở gì anh hay không? Một tuần qua thì đã chứng kiến là ông xã rất là nỗ lực. Thì hôm nay chính là cơ hội để ông xã trình diễn những gì mình đã tập luyện vừa qua. Chúc ông xã tự tin và thành công. Con ơi, cố lên, mẹ nghĩ là con làm được đó. Dạ. Cô ơi ba, con nghĩ ba sẽ làm được. Anh ba ơi, cố lên, Út nghĩ là anh ba cũng làm được. Sẵn sàng. Dạ, sẵn sàng. Suy nghĩ,
chờ đợi, tập trung hết sức mình. Cả nhà đang hướng về anh. 10 triệu hay 1 triệu? Bắt đầu. Anh Hoàng đã di chuyển được 2 đồng tiền qua 2 bên lỗ mũi, được nửa đoạn đường rồi. Còn nửa đoạn đường nữa. Còn 50 giây. Liệu 50 giây anh có chinh phục được 2 đồng xu? Tại sao nó lại vướng lại rồi? Wow. Cảm giác thế nào? Thực sự là mình không có ngại về tới phần đấy. Tới khúc này là nó tóm lại là khi ánh đèn á, với lại cái môi trường á, xung quanh nó sẽ giống như một cái độ ẩm của nó sẽ nhờn ra. Nếu ai là đã từng là một da nhờn á, rất là khó chịu. Thì tôi để đây là thậm chí tôi ngồi xuống như nè, nó còn không đâm rớt mà. Nó không thèm rớt luôn. Như vậy là anh Hoàng đã không chinh phục được thử thách của chương trình. Nhưng dù sao cũng rất là vui khi mà gia đình, cả gia đình đã có mặt ngày hôm nay. 7 ngày qua nó cũng đã tạo được ấn tượng, một sự ấm áp trong gia đình. Chúc cho những tiếng cười đó, sự ấm áp đó nó mãi mãi hiện diện trong gia đình. Chúc thành công và hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhận được chứng nhận của chương trình. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình Gia đình tài tử. Như vậy là chúng ta đã trải qua những cái thử thách của chương trình rất là vui, rất là ấn tượng thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì cô Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau với Gia đình tài tử.